Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Kiên Thiên Nhiên và mình sẽ review về những đồ công nghệ. Với những người ở thời đại 4.0 này thì không thể nào thiếu đi một chiếc máy tính, và để nghe âm thanh thì tất nhiên chúng ta cần một cái tai nghe để nghe âm thanh như là nhạc này, chúng ta xem phim mà chúng ta bất kỳ cái âm thanh nào truyền từ máy tính đến tai chúng ta như là chơi game chẳng hạn này, hoặc là có những người mà sử dụng tai nghe như một cái để làm đồ trang trí, làm một cái phụ kiện thời trang. Và đặc điểm là nếu anh em để ý những cầu thủ bóng đá thì đa số những cầu thủ bóng đá khi ra sân là rất là ngầu, hoặc là xuống từ ô tô xe buýt là phải đeo một cái tai nghe như này ấy, mặc dù là không biết là có nghe không hay là nghe lúc nào nhưng mà phải đeo một cái tai nghe ấy, nhìn rất là chất, nhìn cực kỳ đẹp trai. Và một chiếc tai nghe sẽ giúp chúng ta nghe được âm thanh rất là tuyệt vời trong cuộc sống từ máy tính truyền vào tín hiệu số. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một con tai nghe mà mình vẫn đang sử dụng bây giờ, mới sử dụng ấy, mới mua lại được của những người anh em khác. Trước đây thì mình sử dụng một con tai nghe khác, một con tai nghe mua lúc mà mua cái cây từ ngày xưa và cái hãng này là hãng của Trung Quốc. Thì thực sự khi mà mình sử dụng hai con tai nghe này mình thấy là đúng là gấp 10 lần tiền, nó khác bọt lắm. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một con tai nghe Beats. Con này có tên là Beats Studio 2, phiên bản là có dây. Thì nó có một cái phiên bản không dây nữa. Thì cái phiên bản không dây thì nó vẫn có thể nghe nhạc khi mà không cắm dây vào bằng kết nối Bluetooth. Còn con này thì phiên bản này, Studio này, thì nó chỉ có khả năng nghe được nhạc khi mà anh em cắm dây từ cái dây của con này. Tí nữa mình sẽ giới thiệu anh em một số những cái dây nối từ con này vào máy tính, hoặc là nối từ con này vào điện thoại chẳng hạn. Thì mình sẽ nói sơ qua một chút cái hãng Beats này. Thì như anh em nào mà tìm hiểu ấy thì chắc là cũng biết rồi, cái hãng Beats này là một hãng âm thanh chuyên sản xuất về tai nghe, về những đồ âm thanh điện tử rất rất là nổi tiếng. Và đặc biệt người thành lập ra nó chính là Dr. Dre, một rapper, một producer cực kỳ nổi tiếng. Mà anh em bây giờ lên mạng search một phát luôn, đấy là những huyền thoại, những OG của rap, hip hop, âm nhạc của Mỹ ngày xưa. Thì anh em có thể tìm hiểu đến một cái bộ phim để có thể rõ hơn cái hành trình sự nghiệp của Dr. Dre qua bộ phim là Straight Outta Compton. Đấy là một cái bộ phim cực kỳ là huyền thoại về hip hop và vạch trần những cái sự thật về xã hội của Mỹ và cái hoàn cảnh mà của Dr. Dre sáng tạo lập ra một cái nhóm để rapper và tiền thân cho những cái sản phẩm như thế này, sản xuất ra những chiếc tai nghe Beats này. Và đến năm 2014, theo mình tìm hiểu thì Beats đã được bán cho Apple với giá là 3 tỷ đô 2014. Và dã man luôn, một người chơi âm nhạc, một người rapper có thể thành công và kiếm được rất nhiều tiền bằng hãng Beats này nữa, và cả rap nữa. Và nếu anh em nào có tìm hiểu nữa thì Eminem là đệ tử của Dr. Dre luôn, và rất rất nhiều những rapper khác, thậm chí là Snoop Dogg các thứ đều liên quan đến Dr. Dre, và thậm chí là Tupac Beats mà Tupac rap là do Dr. Dre đánh một số bài. Đấy, và chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn về con tai nghe Beats này nhá. Ok, xin giới thiệu với anh em, đây là chiếc túi của tai nghe Beats. Thì anh em có thể nhìn ở bên ngoài này, đây là lớp vỏ cao su. Đấy, thì đây là phần đựng, phần vỏ ngoài có khóa kéo ở đây, thì đây chúng ta sẽ kéo ra. Biểu tượng của Beats cũng ở đây này. À, ở đây chúng ta có một cái thanh sắt, một cái móc sắt để chúng ta móc vào áo hoặc là quần hoặc là ba lô để xách theo cái con tai nghe này mang theo. Và đây mình sẽ mở nó ra. Thì với một cái bao rất tiện như thế thì anh em có thể cầm đi bất kỳ đâu. Đấy, để cầm tai nghe này đi nhạc tiện, đi chơi hoặc là đi du lịch hoặc đi đâu đấy. Đây, chúng ta sẽ mở ra. Thì đầu tiên là sẽ có một số những cái dây để kết nối. Như cái dây này thì là cái dây để cắm giữa tai nghe và máy tính, thì jack 3.5 thì vậy. Và chúng ta sẽ có những cái nút điều chỉnh. Và con này nếu mà cắm vào iOS thì anh em có thể điều chỉnh nó được nhiều công năng hơn, chuyển bài rồi nghe cuộc gọi rồi các thứ. Và với máy tính thì mình bấm thử cái nút này không được. Đấy, và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái dây. Chúng ta sẽ có một cái dây đầu USB, thì cái cổng này là cổng sạc. Cổng sạc anh em có thể cắm vào những cái cổng USB, và cái đầu này sẽ cắm vào tai nghe. Thì ở tai nghe chúng ta sẽ có những cái, có một cái chân để chúng ta cắm vào để chúng ta sạc. Và sạc con này thì khoảng độ 15 phút thì chúng ta sẽ dùng được 1 tiếng. Và con này nó cũng được sử dụng được khoảng độ 20 tiếng nếu mà anh em sử dụng liên tục và cắm vào máy tính nhá. Bỏ qua phần dây này. Dây này được
Đây anh em cho anh xem cái độ tỉ mỉ của nó. Có cả chữ Bit này, hãng Bit này. Tất cả những nơi nào có thể gắn logo Bit thì sẽ có những cái hình của Bit dính vào đó. Tiếp theo là một cái tai nghe của chúng ta sẽ có một cái công nghệ gập như này. Đấy, anh em có thể mở ra rất là tiện. Mở ra tiện như này và gấp lại thì nó thu gọn lại để cho được vào đây. Và như một con tai nghe xịn như thế này thì mình so sánh nó với những con tai nghe bình thường mà mình cảm nhận nhé. Thì đầu tiên là cái phần biểu tượng, hình ảnh các thứ hãng của nó nhìn rất là xịn xò luôn, Bit này. Và phần này được làm bằng nhựa này, bên trên là bằng nhựa, dưới là bằng cao su và có phần đệm bông ở đây nữa. Thì anh em mà cho đeo vào đầu thì cái này nó sẽ sạch sẽ hơn so với lại những cái loại nhựa thông thường kiểu khử khuẩn ấy. Và nó sẽ tạo ra cái độ êm cho anh em để đeo vào đầu nó không bị nặng quá. Còn tai nghe này nặng khoảng độ 300g đấy. Và ở đây chúng ta có dòng chữ Studio này. Bên đây cũng có một dòng chữ Studio. Và tai nghe này có thể kéo dài ra. Ở đây chúng ta sẽ có phần thép không gì đấy, rất cực kỳ xịn luôn. Và sử dụng này, kéo ra thu ngắn lại, nó không bị trờn ren như là những loại hàng rẻ tai nghe mà không có thương hiệu. Thì đây là một cái thương hiệu gọi là nổi tiếng tầm cỡ thế giới rồi. Anh em có thể kéo ra kéo lại như này để tăng chỉnh cái độ dài nó. Và bên cạnh đây chúng ta có một cái nút. Thì mình có test con này sử dụng trên máy tính thì bấm vào cái nút này thì nó sẽ không có âm thanh nữa. Đấy, đấy là cách mà mình sử dụng trên máy tính. Thì đây là cái cổng để chúng ta cắm vào máy tính này. Đấy, truyền âm thanh vào tai nghe. Còn ở phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái cổng. Ở phía bên dưới đây là cái cổng sạc. Và có một cái nút, đây là nút nguồn. Thì con này có sử dụng pin, thì anh em sạc pin. Đây mình sẽ giữ vào một chút để mở ra thì nó sẽ sáng lên. Đấy, nó sẽ có những cái vạch pin ở đây. Đấy, vạch pin sáng lên và chúng ta sẽ sử dụng được. Tại sao con tai nghe này cần phải có pin? Bởi vì là nó có một cái công nghệ khuếch đại âm thanh để giúp cho âm thanh nó to hơn và không phụ thuộc vào thiết bị phát. Nghe nó cũng ổn định hơn, công suất ổn định trên mọi thiết bị luôn. Nghe trên bất kỳ cái gì nó cũng sẽ cho ra một cái lượng âm thanh nó đều đều. Và nó tạo ra một cái flow, một cái dòng chảy để cuốn chúng ta vào. Và con này được sử dụng cái chip gọi là chip Bit Acoustic Engine, kết hợp cái thiết bị xử lý cái tín hiệu số. Thì nó sẽ giúp chúng ta có một cái âm thanh mà bản thân mình sử dụng, mình trải nghiệm, mình cảm giác là nó, những cái âm bay của nó nghe nó rõ ràng hơn, những cái melody nó được tách biệt ra. Thì những bạn nào mà chơi rap, hoặc là bạn nào thích nghe nhạc, hoặc là bạn nào làm producer, những người nghiên cứu về âm nhạc ấy, thì chúng ta sử dụng con tai nghe này sẽ nghe rất rõ những phần âm thanh ở phía bên trong để chúng ta có thể cảm nhận một cách nó chính xác. Và đây, công nghệ chống ồn thì chúng ta sẽ có thêm cả cái phần ở phía bên ngoài đây, được làm bằng da. Thì đối với lại những cái tai nghe nó cùi bắp mình đã từng sử dụng thì cái da này nó sẽ cùi ấy, thì nó sẽ dễ bong ra, nó mất cái da này đi. Còn đối với tai nghe xịn thì cái phần da này nó sẽ mềm và nó ôm tai, giúp cho chúng ta sẽ có một cái môi trường hoàn hảo để tận hưởng những cái âm thanh tuyệt vời nhất, sắc nét nhất, thấm nhất. À đúng rồi, tí nữa thì quên, mình quên mất chưa chia sẻ cho anh em là con này mình mua với giá là bao nhiêu tiền. Mình mua tầm hồi đấy là khoảng 2 triệu với con tai nghe này, và còn rất là nhiều những cái dòng khác nữa. Thì mình sẽ để cái link những con tai nghe Bit chính hãng xuống phần mô tả, thì anh em có thể tham khảo một số những cái chỗ trang web, những cái địa chỉ công ty mà bán cái tai nghe này. Và cảm ơn anh em đã xem cái clip đến giờ phút này. Nếu thấy hay thì hãy đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Kiên Thiên Nhiên. Peace.